Chiều 12 tháng 8 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 47. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp theo đúng tinh thần, có sự giãn cách nhất định, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra tại phiên họp thứ 47. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, ngay sau phiên họp này, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan hoàn thiện các nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh thêm một bước. Những nội dung nào đủ điều kiện thì sẽ chuẩn bị trình ra Quốc hội. Những nội dung nào còn tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp thứ 48 và trước kỳ họp Quốc hội thứ 10 thì cần sắp xếp, bảo đảm đẩy nhanh thời gian, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ công việc.